Cha còn mẹ thì cũng nghe.
mà không còn cha còn mẹ cũng nghe luôn. Bài hát được mang tên Du Lan Nhớ Mẹ. Rồi, ai mới hưởng ứng 200 ngàn? Đó, trời tươi xanh chứ. Chỉ cần nhiêu đây thôi, bạn thôi. Phát tâm, phát tâm chứ. Và kính thưa quý vị, khởi điểm là 10 triệu của nghệ sĩ của Tuấn. Em đã mổ 10 triệu vô đây rồi ha. Alo, chứ bây giờ mưa bão nhưng mà người ta ở nhà thì bây giờ nghệ sĩ ở